Rất vui được gặp lại quý hàng chúng ta trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, của trang nhadathuyhùng.com. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố có diện tích ngang 4m và độ dài là 19m và đơn cấu 1 trệt 1 lửng 3 lầu, với công năng sử dụng là sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách 6 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch, và căn nhà chúng ta nằm trong một khu phố ổn định gồm có 80 căn, thuộc trục đường Dương Vững Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình di chuyển lại đây với sát hơn với mặt tiền căn nhà hôm nay mình muốn gửi đến mọi người. Có diện tích ngang 4m và độ dài là 19m nha mọi người. Đây chúng ta để ý thấy mặt đứng của căn nhà này. Thiết kế và bố trí quá đẹp và hiện đại luôn. Trong cách hiện đại năm 2018 với kết cấu là 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Nhà chúng ta thiết kế bố trí hoàn hảo, nằm trong khu phố mini đồng bộ gồm 80 căn, khu nhà lầu đồng bộ. Đường trước nhà chúng ta là con đường 10m thông, phù hợp với chúng ta là mua làm phòng công ty. Đây chúng ta là nhà mặt tiền đường số nha mọi người ơi. Và buổi chiều ngày hôm nay nhà đất hùng đến đây và giới thiệu đến mọi người chúng ta căn nhà này, một căn nhà rất đẹp và sang trọng. Rồi mình di chuyển vào phía bên trong căn nhà này nha. Phía trước này chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt phía ngoài này. Bên trong thì chúng ta sẽ có khoảng sân, còn sân này độ xe máy khoảng 2m. Và di chuyển vào đây chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xi pha, và bên ngoài chúng ta có một lớp cửa cuốn được làm rất chắn và kiên cố luôn. Rồi di chuyển vào trong đây chúng ta có khu vực garage xe hơi và phòng khách số 1. Nếu mà gia đình mình chưa có xe hơi, chúng ta sử dụng khu vực này làm phòng khách số 1 này. Ngang 4m và độ dài là 19m. Được đun cố 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Khu vực này khoảng 6m chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và di chuyển trong đây chúng ta có khu vực cầu thang này. Cầu thang chúng ta có những cái lam che cầu thang. Và cầu thang chúng ta sử dụng là tay vịn căm xe, mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly. Và di chuyển vào phía trong dưới khu vực cầu thang chúng ta có khu vực hòn ăn bộ này. Đây có trồng những cây xanh rất đẹp, có nước chảy và tạo cho căn nhà mình có phần màu xanh, không gian màu xanh của căn nhà mình. Cây này là cây thật nha mọi người ơi, cây thật luôn, nằm ngay khu vực giếng trời, khu vực cầu thang, một thảm cỏ xanh với những cây cọ cũng như là những cây xanh rất đẹp mắt. Và di chuyển trong đây chúng ta có khu vực không gian phòng bếp. Khu vực không gian phòng bếp của chúng ta một không gian rất là rộng rãi và thoáng mát, với một không gian bố trí khá hài hòa. Với khu vực tủ cái bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Phía này chúng ta có khu vực để tủ lạnh này. Đây là khu vực không gian nấu ăn của căn nhà mình. Thì khu vực này chúng ta thấy rất là rộng và hoành tráng. Phía sau chúng ta có khu vực giếng trời phía sau. Giếng trời phía sau của chúng ta thì có giếng trời và có phòng vệ sinh phía sau. Mình ra khu vực giếng trời này nha. Đây chúng ta có trồng cây xanh này. Và trong đây thì chúng ta có phòng vệ sinh phía sau. Phòng vệ sinh chúng ta này. Đây là phòng khu vực giếng trời phía sau, lấy sáng và lấy gió toàn bộ căn nhà của gia đình mình. Và mình sẽ quay từ phía sau ra phía ngoài này. Ngang 4m và độ dài là 19m và được công cấu 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Với phòng khách, gara xe hơi, phòng bếp, 6 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và mình di chuyển lên khu vực tầng lửng, khu vực phòng tiếp khách chính của căn nhà mình. Để chúng ta thấy thảm cỏ này, thảm cỏ xanh của cái căn nhà mình rất đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách ở trên lửng. Thì khu vực này chúng ta được bố trí là sàn gỗ, có tủ kệ tivi, tường chúng ta bên này được ốp gỗ, có ống máy lạnh đã được chờ sẵn, cũng như là phía sau chúng ta có khoảng giếng trời phía sau để làm không gian treo những cái giỏ lan, cũng như là không gian chúng ta có thể hút thuốc ngoài này. Sát với khu vực giếng trời, đây ngoài đây chúng ta có những cái giỏ lan này. Ngay khu vực tầng lửng nha. Mình quay ra phía ngoài, quay từ phía sau ra phía ngoài, quá đẹp nha mọi người. Căn nhà này thì nằm trên trục đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với ngã tư Dương Quảng Hàm và Nguyễn Thái Sơn, cũng như là trục đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, khu vực Cityland Airmark, và sát bên với đường Phạm Văn Đồng. Di chuyển ra Phạm Văn Đồng rất là gần và đi về trung tâm thành phố rất là thuận tiện luôn, đi khoảng chừng 15 phút thôi, và đi về sân bay thì khoảng chừng 7 phút.
đi qua Bình Thạnh thì khoảng chừng 7 đến 10 phút nha mọi người ơi. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, khu này rất là VIP. Mình di chuyển lên khu vực phòng ngủ. Khu vực ngủ chúng ta sử dụng là sàn gỗ. Đây chúng ta khu vực phòng ngủ này. Phía trước chúng ta có cửa ra ban công, cũng như là cửa sổ lấy gió. Và cửa chúng ta là cửa nhôm Sifa, phòng ngủ số 1. Phù hợp chúng ta làm văn phòng hoặc là vừa ở vừa kinh doanh. Căn nhà này là căn mặt tiền đường số. Phòng ngủ chúng ta được ốp gỗ này. Ốp gỗ có máy lạnh được đi sẵn, có tủ kệ tivi, cũng như là cửa chúng ta là cửa gỗ căm xe. Khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Sàn chúng ta vẫn là sàn gỗ này. Gỗ này là gỗ căm xe luôn nha mọi người. Và đây chúng ta có tủ kệ này, tủ quần áo, tủ kệ tivi. Và này chúng ta có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn tắm nằm, bồn cầu lavabo thương hiệu Thất Tà Toto, có bồn tắm đứng luôn. Phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta làm văn phòng công ty nên chúng ta không có phòng vệ sinh nha. Nhà chúng ta có giếng trời ở giữa đây này. Mình di chuyển lên khu vực lầu 2. Cầu thang chúng ta sử dụng là đá ánh sao nha. Khu vực lầu 2. Lầu 2 này chúng ta có khu vực phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4. Sàn vẫn là sàn gỗ căm xe. Có phòng vệ sinh trong luôn. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi, có thương hiệu nội thất là Toto. Phòng vệ sinh chúng ta sử dụng là cửa nhôm Sifa. Qua khu vực phòng ngủ số 4. Đây. Sàn chúng ta vẫn là sàn gỗ căm xe nha. Gỗ căm xe nha mọi người. Đây là khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4. Mình di chuyển lên khu vực lầu 3. Lầu 3 thì chúng ta sẽ khu vực phòng ngủ số 5 và phòng ngủ số 6. Phòng ngủ này, khu vực lầu này mình chưa bật điện. Quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán của căn nhà này là 8 tỷ 478 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho những vị khách hàng nào thiện chí 8 tỷ 478 triệu đồng nha mọi người ơi, gần 8 tỷ rưỡi cho một căn nhà phố hiện đại, có diện tích cực kỳ VIP. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 5. Qua khu vực phòng ngủ số 6. Nhà chúng ta một lửng 3 lầu. Phương đang sử dụng là 2 phòng khách, 6 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Phù hợp cho chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty, hoặc là chúng ta có thể mua đầu tư, mua đi bán lại luôn. Căn nhà rất đẹp, mặt tiền đường số, cách đường Dương Quang Hàm khoảng chừng 50m thôi. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố rất là gần và đi qua sân bay khoảng chừng 10 phút thôi. Mình di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà này. Căn nhà rất rộng nha. Rất rộng và cao. Đây phía sau này chúng ta khu vực sân thượng phía sau này. Quá rộng rãi luôn. Và ngoài này chúng ta khu vực phòng thờ và sân thượng phía trước. Đây chúng ta có cái khu vực sân thượng phía trước căn nhà này này. Hai bên chúng ta trồng bông, trồng hoa này. Ngang 4m và độ dài là 19m, nằm trên trục đường Dương Quang Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với công năng sử dụng là 6 phòng ngủ, gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Và hướng nhà là hướng đông nam, nằm trong một khu nhà rất là với đồng bộ. Sát bên với ngã ba Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị cũng như là Nguyễn Thái Sơn, gần chợ Gò Vấp. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Rồi nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo nha.